có hai cây là linh sam, song hình lá nhỏ với mấy cây dúi ha. Với mấy cây dúi quái nha anh chị. Đó, quái quái không ạ. Với hai cây thành phẩm linh sam, song hình lá gí thành phẩm ha. Đây là cây zin không ghép ha. Cây này là cây zin tai cành nó được vô dây hết rồi. Lá của nó thì cũng dạng lá nhỏ nè. Hoa của nó là màu tím. Đế của nó là mấy cái đế này là em lựa chọn hết rồi ha. Đế nào cũng là đẹp hết nha anh chị. Cái này là em xếp chậu luôn cho mình. Mã số này là mã số X1. Rồi. Hoành của nó là 13,5. Rồi đó cái cũ thử. Chiều cao của nó là 34. Cái cũ ở đây là 39. Đàn ngang của nó là 52. Rồi mấy cây này nó ra mấy cái chồi non này mình về mình tỉa cho đẹp lên. Đế của nó là không có cái cộng đế nào ấy hết trơn ha. Rồi mã số X1. Mã số X1 này em giao lưu với anh chị là 1.500.000 em bao ship. Tiếp theo là mã số X2. Đó, cây đế cũng khủng mà. X2 nha anh chị. Rồi đâu hoành luôn. Hoành của nó là 13,5. Chiều cao của nó là 39. Cây đế của nó là 40. Rồi tàn em đo được là 45. Cái này là chậu là 29, 30. Đây là 30. Rồi mã số này là mã số X2. 1.500.000 em bao ship. Tiếp theo là đây là một cây dúi, hoa lâu dúi nha anh chị. Đây cây này cây dúi. Dúi này thì mấy cái lá này á nó có già, mình về mình ngắt lá bỏ rồi mình tưới cái rễ vô. Trên đây thì mình phun 20 lít vô ha anh chị cho nó ra lá mới mình chơi Tết luôn ha. Rồi cây dúi một cái cũ nè, cũ nữa nè. Ngay cái chỗ này có cái cọng đế này nó bị đứt là lâu rồi. Hoành của nó là 12,5. Chiều cao là 32. Tàn ngang là 34. Cho thử cái cũ cho anh em biết cái cũ khoảng bao nhiêu. Rồi cái cũ của nó là 35. Đường kính cái bầu là 20. Rồi mã số này là mã số X3. Dúi thì em bán đồng giá 800.000 em bao ship ha. X4. Cây này quái nha anh chị. Nè cũ rất là đẹp luôn. Này thì có nhắn lâu rồi đó. Hoành ngay đây là 11. Chiều cao của nó là 27. Tàn của nó là 55. Đường kính cái bầu là 20. Rồi cái cũ của cái này là 35. Cái bầu y nhau nghe anh chị. Rồi mã số X4 800.000 bao ship. Bầu thì cùng mấy một cỡ. Mấy cái này là lá già, mình về mình lặt lá cho nó ra lá mới nha anh chị. Đó, mấy cái này lá già thì không có lặt. Em có thời gian lặt á. Mã số này là mã số X5. Rồi, hoành luôn. Cái này thì nó ở đây nó nhỏ thôi anh chị ơi. Ngay chỗ này nó xíu à, 7 à. Nó quái. Giống không biết giống con gì luôn. Cũ của nó là 35. Chiều cao nó là 37. Tàn đo được là 47. Mấy lá này thì nó già rồi. Rồi, mã số X5. X5 này là 800.000 bao ship. Mã số X6. Rồi, cũ quá trời cũ luôn ha anh chị. Hoành ngay đây là 14,5. Chiều cao nó là 42. Tàn nó là 39. Rồi mã số này là X6. 800.000 luôn em bao ship. Rồi cây X7. Rồi cây này nó đọc cái nó có một cọng đế dưới đây thôi. Chiều cao của nó là 30. Tàn của nó là 38. Hoành ngay đây là 11. Cũ của nó hoành cũ là 24. Cây này nó có bông, có lá nè, bông nè. Rồi mã số X7. Zalo với chị 800.000 bao ship. Rồi X8. X8 này là anh chị. Hoành
cũ là 33. Cũ quá trời nó đâu có cũ. Rồi mã số này là mã số X8. 800 nhẹ 3 số. Tiếp theo là X9. Hoành đây là 14. Chiều cao là 30. Tàn nó là 47 nè. Mấy lá nó vụn lại lên nó mới nha anh chị. Đó, về mình lặt lá bỏ bớt. Rồi mã số 99. 800 nhẹ bao ship. X10. X10. Hoành ngay đây là 10. Cũ nó 33. Chiều cao nó là 35. Tàn thì là 49. Rồi cây X10 800.000 em ba ship. Rồi xin chào tất cả anh em đam mê cây cảnh nha anh em. Hôm nay em có về tiếp một lô kích rễ Trung Quốc. Hàng này em đã sử dụng rồi. Nó khá là tốt ha và rẻ nên em ơi. Cái gói 500g này ha. Em bán là em chia sẻ cho anh em bán cho anh em là giá là 200.000 đồng. Em bao ship luôn ha, em bao phí ship luôn. 500g anh em xài nói chung là cũng rất là lâu á. Em cây ít cũng rất là lâu á. Tại vì một muỗng cà phê đầy của nó mình pha được 5 lít nước ha. Phôi nếu mà cây phôi mới về á thì anh em tưới một tuần 2 lần. Rồi những mà cây sống khỏe thì mình tưới một tuần 1 lần. Đó, để cho kích thích bộ rễ nó phát triển mạnh ha. Bảo vệ bộ rễ luôn anh em, không bị chống thối rễ nữa ha. Đây hàng em đã sử dụng anh em coi. Ổi em mới tưới được có nói chung là tưới hơn một tuần. Đâm trời xanh mướt luôn ổi anh em. Đó, một số cây nó ra rễ luôn rồi. Em đã thử ở dưới đế ra móc ra nó cũng ra rễ hơi trắng rồi. Đó, hơn một tuần. Nói chung loại này thì sử dụng khá ok nha anh em. Em đã dùng rồi. Còn mấy cây linh sam thì thôi đi, nó phúng đọt như gì luôn á. Này để dùng để em tưới gốc mà. Đó. Nói chung là anh em ở nhà mình đam mê cây cảnh á, mình phải có một loại kích rễ nào đó để trong nhà mình. Khi mình mua cây, khi cây giá trị vài triệu mà mình không có kích rễ cho nó về, có khi cây nó vẫn sống nhưng mà nó si nó yếu ha. Nói chung cây phôi anh em về nhà nên em khuyên ha là nên sử dụng kích rễ ha, kích thích cho nó để nó cây phôi khi bứng về đó mình kích rễ cho nó để cho nó mạnh cây nó, khi nó phát mạnh rồi là mình không sợ nó bị suy và yếu ha. Nhất là mai vàng hay là tất cả các cây phôi, như mấy cây phôi của em á, em đang ương dâm cho anh em đó. Nhưng nguyệt quế của em thì thôi rồi luôn, em tưới vô một cái nó phúng đọt dày hết trơn. Đây em quay cho anh em mấy cây nguyệt quế của em nè. Đó. Em cắt chuỗi lá luôn đó nghe anh em. Nghe một số đó nè. Đó. Giờ nó đâm chồi mạnh nè. Tại mấy cây bự em chưa bán được nên em dưỡng. Đó, em dưỡng em dâm lại cho anh em. Để cho anh em nào để ra lá mạnh để cho để nữa bán cho anh em nè. Mấy cây tày mấy cây to bên em vận chuyển chưa có được á. Nói chung hàng kích rễ này cũng khá ok ha. Anh em nên để ở nhà một bịch hoặc là một loại kích rễ nào đó, không phải cần kích rễ Trung Quốc hay đâu anh em. Nói chung là mình có khi mình mua cái cây vài triệu được, lẽ bịch kích rễ hay gói kích rễ hay là một chai kích rễ nào có vài trăm ngàn, có 100-200 ngàn hay 50-60 ngàn mà mình không tiếc tiền mình mua mà mình lại mình không tiếc tiền mua cây gì khi vài triệu 5-10 triệu, khi anh em mua cây bông trang 10-20 triệu cây mai cũng vậy, mà mình không có về mình không có kích nó thì khi nó èo ọt nó phát triển nó chậm nghe nè. Loại này thì em đã sử dụng rồi, này sử dụng chính cây phôi của em luôn, nguyệt quế, ổi, linh sam rồi ha, nó phước, nó ra lá, ra đọt, ra rễ rất là mạnh ha. Rồi loại này nói chung cũng ok, giá cũng rẻ anh em ơi, 500g này, gói 500g nếu anh em sử dụng ít đã biết nhiêu lâu cả năm ngoài luôn. Tại muỗng cà phê đầy thì mình tưới cho 5 lít nước, cây phôi thì anh em tưới tuần 2 lần ha, cây sống khỏe thì một tuần 1 lần, đó, cây khá là đẹp nghe anh em. Đó, cái bịch này nè. Nói chung nó đóng gói cũng khá là ok ha. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau. Anh em nhớ có gì cần gì thì liên hệ với em qua số điện thoại là 036 450 4945 hoặc là 0788 753 876 ha. Đó, rồi xin chào anh em.
Cây khá là đẹp ha. Bịch này nó đóng gối thấy đẹp lắm nghe nè. Sử dụng khá ok ha.